Dạ đây là các dòng điện thoại em còn như đây nè cả nhà. À, 12 cái cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ review từ cái cho cả nhà cùng cùng xem và cùng biết giá rồi ủng hộ giùm em nha. À, các anh chị cô bác có nhu cầu mua điện thoại mua giùm em. À, kết bạn Zalo với em là số 0388 792 574 nha cả nhà, là số Zalo của Thúy An á. Còn còn số Facebook của em á là không 7 99 83 16 79 nha cả nhà. À, các bạn kết bạn với Facebook của em là số 0799831679 nha cả nhà. Quỳnh Suni nha cả nhà. Cái màn hình nền của em là cái đồng hồ nha cả nhà. Em không dám đưa hình nền lên tại vì em có một cái Facebook bán hàng của em á. Em bị người ta hack rồi, người ta căng cấp rồi, người ta bán hàng luôn rồi cả nhà. Dạ bây giờ em còn một cái dòng cao nè cả nhà. Cái này là cái Huawei Nova nha cả nhà. Cái này là 4 RAM bộ nhớ 64 nha cả nhà. Màu đen. Đây 4 RAM bộ nhớ. RAM 4 bộ nhớ 64 nha cả nhà. Dạ đây. Màu đen. Đấy, cái này em có gắn ốp lưng. Rồi nói chung là máy cũng đẹp. Màn hình zin nha cả nhà. Màn hình của em là màn hình zin nha. Em là chuyên về Samsung với Apple. Nhưng mà em cũng có bán thêm nhiều dòng nữa. Và em còn một cái ghi Samsung ghi ba rồ màu xanh nhạt nha cả nhà. À, màn hình riêng nha cả nhà. Cái này là 3 RAM 3 bộ nhớ 32 nha cả nhà. Em quên cái Huawei Nova 3i á, là cái này là 1,7 triệu nha cả nhà. G3RO là cái này là giá 900 nha cả nhà. Máy đẹp len keng luôn nha cả nhà. Màn hình zin luôn. Apple F1W. Cái này là RAM 3. Dạ cái này là RAM 3 bộ nhớ 16 nha cả nhà. Cái này 900 nha cả nhà, Apple F1W 900 nha cả nhà. Em có hai dòng Huawei mà một cái dòng cao, một cái dòng thấp nha cả nhà. Cái này là Huawei NML31 nha cả nhà. Cái này là 2 RAM. Bộ nhớ 16 nha cả nhà. Màu vàng đồng nha cả nhà. Cái này là màu vàng đồng. Nó hơi chạy một miếng ở sau lưng nha cả nhà. Nhưng mà không sao hết, màn hình thì ok. Màn hình á thì bàn phím thì nhạy, không có vấn đề gì hết cả nhà.
Em sẽ test cho cả nhà cùng xem. Apple Nail 7. Dạ đây là Apple Nail 7. Màu xanh đen nha cả nhà. Cái này là 1 RAM bộ nhớ 16 nha cả nhà. RAM 1 bộ nhớ 16. Apple là cái hàng này là em còn cho nên giá vẫn 750 nha cả nhà. Mỗi lần mỗi đợt hàng về á, là mỗi giá khác nhau, cả nhà thông cảm cho em nha. Tại vì có nhiều bạn hỏi em á, sao mà bữa đăng á, cái ghi năm á, là 750 mà sau này bán 800. Dạ mỗi lần đợt hàng về á cả nhà.